Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn đã không còn xa lạ gì với cái tên Steve Jobs rồi đúng không nào? Ông chính là huyền thoại trong giới công nghệ, là nhà đồng sáng lập của tập đoàn Apple nổi tiếng toàn cầu. Sự thành công lúc sinh thời của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khao khát tạo nên thành tựu trong cuộc đời. Điển hình phải kể tới lần cứu nguy ngoạn mục của ông khi Apple rơi vào thời điểm tên tối nhất từ khi thành lập. Để đưa Apple trở lại thời kỳ đỉnh cao, Steve Jobs chỉ áp dụng một nguyên tắc đắt giá nhưng vô cùng đơn giản mà không phải ai cũng để tâm đến. Vậy rốt cuộc, quy tắc vàng đó của Steve Jobs là gì? Chúng ta có thể áp dụng quy tắc mà Steve Jobs chia sẻ vào những khía cạnh nào của cuộc sống và công việc để nhanh chóng trở nên thành công như ông? Vậy thì ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công sẽ cùng bạn khám phá cách mà ông trùm công nghệ khiến Apple sống dậy huy hoàng một lần nữa. Và chắc chắn chúng ta sẽ học hỏi được không ít từ vị tỷ phú này đấy. Cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Nếu thiết kế cuộc sống không phải thế mạnh của bạn, thì có lẽ kinh nghiệm quý báu từ Steve Jobs sẽ giúp bạn kết nối lại với những điều cần thiết nhưng dường như đã biến mất từ lâu. Steve Jobs từng rời khỏi Apple và quay trở lại trong chính thời điểm đen tối nhất của tập đoàn, và chính cách tiếp cận tối giản của ông đã thay đổi hoàn toàn số phận của công ty. Quy tắc 30% của Steve Jobs. Năm 1997, Apple đang ở thời điểm đen tối nhất. Sau thành công ngắn ngủi với các mẫu Macintosh đời đầu, công ty bắt đầu giới thiệu các dòng sản phẩm đi ngược lại với triết lý cốt lõi là sự đơn giản. Doanh số gần như chạm mức thấp nhất kể từ năm 1990. Sự ra mắt của các mẫu Macintosh như Quadra, Centris và Performa được coi là một trong những chiến dịch quản lý tồi tệ nhất. Đầu tiên, nó có quá nhiều mô hình với sự khác biệt rất nhỏ trong thông số kỹ thuật, vừa đưa ra quá nhiều mẫu máy khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn và làm tổn hại đến phương châm về sự đơn giản của Apple. Apple luôn đánh giá không cao nhu cầu đối với các mẫu máy phổ biến và đánh giá quá cao nhu cầu đối với các mẫu máy khác. Trong nỗ lực tìm kiếm một hệ điều hành tối giản thanh lịch, Apple đã quyết định mua lại startup Mac. Sau dịch đó đính kèm món quà bất ngờ, Steve Jobs, người sáng lập Apple, trước tình hình ngặt nghèo, hội đồng quản trị Apple đã chọn Jobs trở thành CEO. Jobs quyết tâm đưa Apple trở lại con đường của sự đơn giản. Steve Jobs nói rằng, chúng tôi đã xem xét lộ trình sản phẩm trong tương lai. Những gì chúng nhận thấy là 30% các sản phẩm cực kỳ tốt và khoảng 70% còn lại khá tốt hoặc là những việc chúng tôi không thật sự cần thực hiện. Dưới sự điều hành của ông, một số dự án đã phải dừng lại để nhường chỗ cho những sản phẩm mới tập trung vào các tính năng hoàn toàn mới và thiết kế hấp dẫn có khả năng tăng doanh số của công ty. Chính iPod và iPhone là những sản phẩm giúp Apple trở thành gã khổng lồ về công nghệ như ngày nay. iPod 5GB là sản phẩm mở đầu của cách mạng về MP3 lưu trữ 1.000 bài hát trong túi của bạn. Và iPhone là sản phẩm thành công nhất, chiếm hơn 1/2 doanh số của hãng. Jobs không thể dự đoán sự thành công của những sản phẩm này, nhưng chính việc thiết lập lại Apple với những giá trị đã tạo nên thành công tuyệt vời của hãng. Steve Jobs đã tập trung tất cả nguồn lực của Apple để gắn kết những kỹ sư, nhà thiết kế, tạo nên 30% sản phẩm cực kỳ tốt, giúp Apple thành công vang dội, iPhone và iPod. Áp dụng theo quy tắc của Steve Jobs, chúng ta hãy cùng thử tập trung vào 30% cực kỳ tốt trong cuộc sống của chính mình xem sao nhé. Cách tiếp cận tối giản của Jobs có vẻ giống quyết định cấp vĩ mô của một công ty lớn, nhưng thực sự điều đó hoàn toàn có thể áp dụng vào cuộc sống của một cá nhân. Tất cả chúng ta đều có những dự án, kế hoạch chiếm một phần lớn thời gian, nhưng đem lại kết quả rất ít. Tất cả chúng ta đều có những mối quan hệ khiến chúng ta phải bỏ ra nhiều hơn có thể nhận lại. Điều khiến những người như Steve Jobs trở nên khác biệt so với đám đông là khả năng loại bỏ những điều khá tốt và chưa đủ tốt ra khỏi cuộc sống, đầu tư để phát triển những thứ cực kỳ tốt. Một bài tập đơn giản có thể giúp bạn xác định những điều cực kỳ tốt đó là gì. Bạn chỉ cần tự hỏi bản thân. Nếu bạn phải kết thúc 70% mối quan hệ của mình, thì chúng là gì? Nếu bạn phải cắt giảm 70% dự định trong tương lai gần, thì bạn sẽ chọn cái nào? Nếu bạn phải cắt giảm 70% thời gian, bạn sẽ làm gì? Trả lời trung thực những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định rõ ràng hơn phần nào trong cuộc sống đem lại giá trị nhiều nhất đấy. Chủ nghĩa tối giản bắt đầu bằng sự loại bỏ. Một khi bạn loại bỏ những thứ khiến bạn chậm lại, bạn có thể thay thế nó bằng những thứ giúp bạn phát triển. Điều khó khăn là bạn có thể phải từ bỏ những thứ khá tốt trong cuộc sống, bao gồm cả những thứ đã gắn bó với bạn từ khi còn nhỏ.
Cuộc sống thật ra rất đơn giản, nhưng chúng ta có xu hướng phức tạp hóa mọi thứ. Sống đơn giản không có nghĩa là bạn chấp nhận một cuộc sống nhàm chán, lười biếng, không có hoài bão hay chấp nhận sự bình thường. Sống đơn giản nghĩa là hiểu được mình là ai và cảm nhận mục đích sống của bản thân. Vậy làm sao để giảm bớt những sự hỗn độn trong cuộc sống của bản thân? Có cách nào để chúng ta buông bỏ bớt lo toan từ những việc vô nghĩa và tập trung vào những điều có giá trị hơn hay không? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu tiếp ngay sau đây nhé! 1. Rút kinh nghiệm chứ đừng sống trong quá khứ. Những vấp ngã ngày xưa sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, giúp bạn xây dựng một tương lai tốt đẹp. Đừng để quá khứ trở thành nỗi sợ hãi, đừng để bụng những phiền muộn mà bạn đã trải qua. Thay vào đó, hãy đạp lên quá khứ, hãy biến nó thành những nấc thang kinh nghiệm. Đừng hối hận, nếu quá khứ bạn tốt đẹp, đó là điều tuyệt vời. Nếu ngược lại, đó là những trải nghiệm quý báu. Thành công không phải ở vị trí mà bạn đang đứng. Thành công là bạn đã học hỏi được bao nhiêu và bạn đã đi được bao xa. 2. Tập trung vào những việc quan trọng. Hãy xác định điều gì là thiết yếu nhất đối với bạn. Loại bỏ tất cả những thứ không đáng để quan tâm. Đừng phí thời gian vào những gì vô bổ để rồi phải hối hận. Nhiều người có thói quen nhét thêm quá nhiều thứ vào cuộc sống vì nghĩ rằng nhiều lựa chọn sẽ hạnh phúc và an toàn hơn. Nhưng thực tế, tập trung ít mục tiêu sẽ thu lại nhiều kết quả hơn. Bạn đã từng nghe qua quy luật ít hơn là nhiều hơn, less is more rồi chứ? Có nghĩa là khi bạn tập trung vào một mục tiêu cụ thể thì kết quả bạn nhận được nhiều hơn. Một vài mẹo nhỏ dưới đây có thể giúp bạn đơn giản hóa mọi thứ và tận hưởng cuộc sống. Làm ít hơn. Làm cho mọi thứ bạn làm có giá trị. Nhìn bảng kế hoạch công việc xem việc nào thực sự quan trọng. Thật vậy, xem xét cuộc đời làm việc của bạn để thấy liệu bạn có đang thực sự làm cho mỗi ngày có ý nghĩa và giá trị. Hãy bỏ đi những hoạt động không cần thiết. Đơn giản và cụ thể hóa những mục tiêu. Chúng ta có cần đến 101 mục tiêu không? Sự thật là chúng ta chỉ có thể làm tốt một vài mục tiêu hay thậm chí chỉ một mục tiêu tại mỗi thời điểm. Bằng cách tập trung vào ít việc hơn, bạn có thể thực sự đặt hết tâm lực vào những việc đó. Còn hơn là bạn phải lo cho quá nhiều thứ cùng lúc mà kết quả thu được chẳng đáng với công sức và tiền bạc bỏ ra. Sắp xếp các vấn đề tài chính của bạn. Tiền bạc là thứ phức tạp nhất. Nếu có thể, hãy đơn giản hóa tài chính của bạn bằng cách giảm nợ nần và chi tiêu càng ít càng tốt. Hãy lập một ngân sách quản lý chi tiêu dựa trên số tiền bạn kiếm được mỗi tháng và tính toán chi phí trung bình của những khoản tiền ước lượng mà bạn có thể đã biết rõ. Bám lấy kế hoạch đó và rồi việc chi tiêu sẽ trở nên đơn giản hơn. Bạn càng tiêu ít thì càng bớt phải suy nghĩ về tiền bạc. Đơn giản hóa các mối quan hệ. Những mối quan hệ rộng mở sẽ có ích cho bạn rất nhiều cả trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lãng phí thời gian chạy theo những người làm bạn thất vọng, lãng phí thời gian hay làm bạn chán nản. Thay vào đó là việc cố gắng dành thời gian với những người quan trọng. Hãy đầu tư thời gian và sức lực vào những người làm bạn thấy vui vẻ, tin tưởng. 3. Làm việc thông minh tốt hơn làm việc chăm chỉ. Hoàn thành xong việc khác với hoàn thành đúng việc. Kết quả luôn luôn quan trọng hơn thời gian bạn bỏ ra để hoàn thành công việc nào đó. Dừng lại và tự hỏi bản thân, công việc mình đang làm liệu có đáng để nỗ lực? Liệu nó có đưa mình đến gần mục tiêu mình muốn hay không? Đừng để bị cuốn vào những công việc lặt vặt, thậm chí là nghe có vẻ khẩn cấp. Hãy làm những việc quan trọng nhất. 4. Cho đi những gì bản thân muốn được nhận lại. Bạn nhận được những thứ tốt nhất từ mọi người khi bạn cho đi những gì tốt nhất từ bạn trong mọi tình huống. Hãy tiến hành quy luật vàng này. Nếu bạn muốn ai đó yêu thương bạn, hãy yêu thương họ. Nếu bạn muốn kết bạn, hãy tỏ ra thân thiện. Nếu bạn muốn vật chất, hãy bổ sung giá trị. Đó là sự thật, chỉ đơn giản là thế. 5. Ngừng quan tâm đến những chuyện bao đồng. Đừng cố gắng làm bạn với tất cả mọi người. Hãy xây dựng mối quan hệ thân tình với một nhóm người. Hãy trở thành mọi thứ với một ai đó. Giúp đỡ hay làm hài lòng thiên hạ là chuyện bất khả thi. Nhưng làm cho một ai đó cười có thể thay đổi cả thế giới. Không phải thế giới to lớn ngoài kia mà là thế giới của họ. Do đó hạn chế các mối quan hệ lại và hãy là chính bạn. 6. Làm theo những gì trái tim mách bảo là đúng. Hãy thôi làm những việc trái với lương tâm chỉ vì bạn có thể làm. Hãy trở nên trung thực với chính bản thân mình và mọi người. Đừng gian dối, hãy tử tế, làm những việc đúng đắn. Một cách đơn giản nhất để sống. Đức tính chính trực là đức tính quan trọng nhất để thành công. Khi bạn đánh mất đi sự liêm chính của mình, vô tình bạn đã mời gọi những rắc rối đáng kể bước vào cuộc sống của bạn. Hãy đơn giản hóa cuộc sống và hạnh phúc làm theo những gì trái tim bạn cho là đúng. 7. Sống và làm việc có kế hoạch. Hãy dọn sạch mọi hỗn độn, vứt bỏ đi những vật vô ích và sắp xếp những gì còn sót lại. Giữ cho ngôi nhà và nơi làm việc của bạn được gọn gàng là việc hoàn toàn cốt yếu.
Nếu không gian của bạn bừa bộn, bạn sẽ dễ bị stress và sao nhãng nhiều thứ. Không gian sạch sẽ giống như một bức tranh trắng vậy, bạn có thể vẽ lên đó những nét họa tuyệt vời. 8. Làm việc hiệu quả. Làm việc kém hiệu quả chỉ vì lúc nào bạn cũng hoàn thành công việc theo cách cũ. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ chỉ nhận được tiếp những gì bạn đang nhận. Nghĩ lại xem, có phải bạn đang sống trong một cuộc sống đầy phức tạp và vô kế hoạch chỉ đơn giản vì bạn lười biếng, không muốn tìm hướng đi mới hay không? Thay vào đó, hãy tổ chức hóa cuộc sống của bạn bằng cách tìm những phương pháp tốt nhất để giải quyết mọi công việc thường lệ. Tập trung hệ thống từng việc tại từng thời điểm, hệ thống hóa công việc dọn dẹp, hệ thống hóa các việc lặt vặt mỗi ngày, hệ thống hóa các công việc giấy tờ, hệ thống hóa chiếc laptop và PC của bạn, vân vân, theo cách hiệu quả và logic. Một khi bạn hài lòng với hệ thống mới của mình, hãy cứ theo đó mà tiến hành. 9. Ngừng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Hãy hài lòng với mọi cơ hội mà bạn đang có, không phải vì cuộc sống này dễ dàng, tuyệt mỹ hay chính xác với những gì bạn đã đề ra, mà bởi vì bạn đã chọn cách hạnh phúc và biết ơn những điều tốt đẹp bạn đang có. Chúng ta cần chấp nhận sự thật rằng cuộc sống này không hề hoàn hảo. Con người cũng không hoàn hảo và cả chính bạn cũng vậy. Chúng ta đều không hoàn hảo. Không sao cả đâu các bạn ạ, vì thực tế cuộc sống chẳng đề cao sự hoàn mỹ. Nó đề cao những người hoàn thành đúng những việc đáng làm. Và cách duy nhất để hoàn thành mục tiêu bạn đề ra là hãy ngừng những đòi hỏi quá cao về sự hoàn mỹ, các bạn nhé. 10. Học cách bỏ qua những người tiêu cực. Một lời khuyên dành cho bạn chính là đừng kết bạn với những người tiêu cực. Hãy kết bạn với những ai khiến bạn tự hào mỗi khi nhắc đến. Những người bạn ngưỡng mộ, những người yêu thương và tôn trọng bạn, những người làm cho mỗi ngày của bạn tươi sáng hơn dù chỉ một chút thôi cũng đã rất tốt rồi. Hãy tránh xa những kẻ tiêu cực bởi bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc không tốt đó. Nó khiến cuộc sống của bạn trở nên nhàm chán, bế tắc và không có động lực làm gì cả. Bạn sẽ chỉ luôn thấy mệt mỏi khi ở gần những người như vậy. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, thật uổng phí khi bạn phải quan tâm đến những người đã lấy đi hết niềm vui của bạn, phải không nào? 11. Bớt quan tâm đến những gì mà mọi người nói về mình. Nếu bạn muốn tự do, đơn giản thôi, hãy thôi để ý đến dư luận. Thỉnh thoảng bạn nên ra ngoài đi đâu đó đi, hít thở chút không khí và tự nhủ với bản thân. Tôi là ai và tôi muốn trở thành ai? Tốt nhất hãy làm theo trái tim mình, đánh liều. Đừng ở mãi trong vùng an toàn với những sự lựa chọn dễ dàng chỉ vì bạn sợ sẽ đối mặt với dư luận, với những hậu quả được họ báo trước. Nếu bạn tiếp tục quan tâm đến những gì thiên hạ nghĩ về bạn, bạn sẽ chẳng thu được thành tích gì lớn lao cả. Đừng để những sự nghi ngờ của người khác thuyết phục bạn rằng, ôi, bạn đang mơ mộng hão huyền, hay đừng có trèo cao để rồi ngã đau. Hãy cứ làm những gì bạn cho là đúng và phấn đấu đi theo mục tiêu của mình. Chỉ cần bạn dám làm, bạn đã hơn rất nhiều người. Chỉ dám nghĩ nhưng chẳng dám thực hiện rồi. Henry David Thoreau, triết gia nổi tiếng người Mỹ đã từng nói rằng, khi bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình, các quy luật của vũ trụ sẽ càng đơn giản hơn nữa. Sự đơn độc sẽ không còn đơn độc, nghèo đói không phải nghèo đói và sự yếu đuối cũng vậy. Sống đơn giản là một quá trình chứ không phải là một điểm đến. Chính bởi nó là một quá trình nên việc bạn lung lay trong quá trình đó là điều có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là bạn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân trong chuyến hành trình vươn tới một cuộc sống đơn giản. Hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân cả về sức khỏe lẫn tinh thần, bớt đi những căng thẳng, áp lực không mong muốn và tập trung vào những điều quan trọng các bạn nhé. Và bạn suy nghĩ như thế nào về quy tắc của Steve Jobs cũng như lối sống đơn giản bí quyết thành công đã chia sẻ? Hãy để lên quan điểm của bạn ở bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.